Chào mừng các bạn đến với kênh LTK Bonsai. Kính chúc các bạn được nhiều sức khỏe và thành công. LTK Bonsai xin được giới thiệu với các bạn chủ đề những điều bạn chưa biết hết về hoa mai. Vào mùa xuân có rất nhiều loài hoa đua nhau nở rộ, đủ màu sắc bên những chồi non xanh mướt. Mỗi loài hoa là một hương sắc riêng, tạo nên một vẻ đẹp độc đáo cho mùa xuân. Nếu miền Bắc có hoa đào thì miền Nam lại có hoa mai. Giống hoa này tượng trưng cho những gì đẹp đẽ, thanh tao. Mỗi khi hoa mai nở rộ là mỗi lúc lòng người lại háo hức, mong chờ một điều gì đó vui tươi hẳn ra, là dấu hiệu, à thì ra mùa xuân đang về. Các bạn hãy thử nghĩ, nếu như ngày Tết Nguyên Đán mà lại thiếu vắng bóng dáng hoa mai, thì có phải là một điều thiếu sót lớn không? Mọi người ai trong chúng ta cũng đều mặc nhiên công nhận, đã từ lâu, hoa mai thật sự đóng một vai trò quan trọng trong tư duy, văn học, nghệ thuật Á Đông. Đó là nguồn cảm hứng của biết bao nhiêu con người thành đạt. Nguồn gốc và nơi phân bố hoa mai. Như chúng ta đã biết, cây hoa mai thường chỉ xuất hiện ở dịp Tết, xuân về. Vậy bạn có biết nguồn gốc, xuất xứ cây hoa mai này chưa? Cây mai là một loài thực vật thuộc họ Ocnaceae, có tên khoa học là Ocna integrima. Ngoài ra, nó còn được gọi là cây hoàng mai, là một loài cây rất được ưa thích trong dịp Tết cổ truyền Việt Nam. Người ta vẫn chưa xác định được cây mai đã có từ bao giờ, chỉ biết cách đây hơn 3.000 năm, cây mai đã có ở Trung Quốc. Điều này đã được ghi chép trong các sách tích xưa. Tại Việt Nam, loài cây này trước đây thường mọc nhiều nhất tại những khu rừng thuộc dãy Trường Sơn, chủ yếu là mọc dại. Ngoài ra, nó cũng có mặt tại các tỉnh như Quảng Nam, Đà Nẵng, cho tới Khánh Hòa. Đặc biệt, loài cây này phát triển rất tốt tại các vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mai có xuất xứ từ loài cây hoang dại, do đó nó có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nhiệt đới, đặc biệt là khí hậu miền Nam. Thời gian sinh trưởng và phát triển của mai khá nhanh, có tuổi thọ cao. Nếu như được chăm sóc tốt, cây sẽ cho ra nhiều hoa với nhiều màu sắc đẹp sặc sỡ. Thông thường, người ta thường lặt lá mai vào cuối mùa đông, từ tháng 1 đến tháng 2 dương lịch, để cây nở hoa đúng vào đầu mùa xuân. Tuy nhiên, cũng có một số giống mai nở hoa quanh năm, ví dụ như mai tứ quý nhé các bạn. Đặc điểm cây hoa mai là loại cây có thân cứng, cánh giòn, lá to, hoa to và phẳng, lại lâu tàn, mai có dáng vẻ thanh cao, thân cây mềm mại, lá xanh biếc dịu dàng, hoa tươi rực rỡ. Về rễ cây mai vàng, bộ rễ mai vàng có thể đâm sâu từ 2 đến 3 mét. Sự phân bố của rễ phụ thuộc vào tính chất đất, mực nước ngầm nơi trồng, hình thức gieo hạt, chiếc ghép cành và điều kiện kỹ thuật chăm sóc. Thân cây mai vàng. Về thân cây mai vàng là dẫn thân gỗ cao lớn. Nếu để mọc và sinh trưởng tự do, cây có thể cao đến 20-30 mét và có tán lá thưa. Về lá cây mai vàng là dạng lá đơn, mọc so le, phiến lá hình trứng thuôn dài. Về hoa mai vàng, hoa lượng tính mọc theo từng chùm. Hoa mai thường mọc ra từ nách lá, mới đầu là một hoa to, gọi là hoa cái, có vỏ trấu bọc bên ngoài. Khi vỏ trấu bung ra thì xuất hiện một chùm hoa con, từ 1 nụ đến 10 nụ, tăng trưởng rất nhanh, độ 7 ngày sau là nở hết. Thường hoa nở tầm 3 ngày thì tàn. Ngày thứ nhất, 5 cánh và chùm nhụy xòe thẳng ra rất đẹp. Ngày thứ hai, 5 cánh vảnh lên và chùm nhụy chùm lại. Qua đến ngày thứ ba, 5 cánh bắt đầu rơi lả tả theo chiều gió, rồi hoa tàn. Quả mai vàng. Sau khi tàn, hoa nào đậu thì bầu nõn phình to lên và lại kết hạt. Phân loại hoa mai tại Việt Nam và trên thế giới. Tại Việt Nam, tính tới thời điểm hiện tại đã có một số loại giống cây mai đẹp được ưa chuộng nhất, bao gồm bạch mai, giống cây này cao 15 mét, hoa có mùi thơm dễ chịu. Hoa bạch mai có dáng như hoa sứ, màu trắng trong tượng trưng cho sự tinh khiết, có từ 6 đến 8 cánh tròn lớn, dày và nhụy vàng,
có mùi thơm thoang thoảng, hòa lẫn trong sương đêm, thuộc loại hoa hiếm nhé. Mai trắng rất yếu, khó chăm sóc và nuôi dưỡng. Bạch mai có nhiều ở vùng các núi Bà Đen, Tây Ninh hay ở Bến Tre, Hà Tiên. Hoa mai cúc hay còn gọi là mai dảo, mai vàng trăm cánh, là loại mai lấy gốc mai vàng làm chủ đạo, có hình dáng bên ngoài trông giống như một cúc đại đoá. Rất nhiều cánh được ghép lại từ nhiều loại mai khác nhau trên cùng một thân cây. Hoa có đường kính từ 5 đến 7cm, cánh hoa màu vàng, mỏng và nhiều tầng. Hoa có mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ. Loại này là loại mai nhân tạo mà chúng ta thường thấy rất nhiều ở hiện nay trên thị trường mai Tết. Tuy không nhiều nụ nhưng hoa nở ra rất to và lâu rụng nhé. Hoa mai đỏ. Khoảng một năm gần đây xuất hiện một giống mai đỏ rất lạ mắt. Nhiều người nhập giống mai này từ Trung Quốc về để bán vào dịp Tết. Giống này khá bắt mắt, với dáng cây tương đối nhỏ nhưng bông hoa lại rất to. Hoa có màu đỏ và cây rất xiên cho ra bông. Thích hợp đặt trong nhà và văn phòng làm việc. Ngay từ khi ra mắt, cây đã bán với giá rất đắt. Sau Tết, những cây mai đỏ còn lại cũng được dân chơi cảnh sưu tầm về để nhân giống và tạo dáng, sử dụng tiếp vào năm sau. Mai Đà Lộc. Gần đây xuất hiện một giống mai cho hoa rất đẹp. Mỗi hoa có tới 36 cánh chồng lên nhau, cho một góc nhìn đẹp hơn. Các cánh hoa to, dày hơn. Mỗi cây hoa Đà Lộc chỉ cần vài bông hoa cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Chưa hết, thời gian ra hoa cũng dài hơn so với các loại hoa khác. Các nụ của hoa lớn dần hình thành to tròn, khoảng 3 đến 5 ngày mới nở hẳn. Đây là một giống hoa được lai tạo. Do có nhiều ưu điểm như vậy nên thời gian gần đây người ta đã dần thay thế mai Đại Lộc cho các loại mai khác để chưng Tết. Chưa hết, có thể ghép các cành cây hoa mai Đại Lộc vào các gốc cây mai khác sẽ rút ngắn được thời gian thu hoạch và hiệu quả kinh tế cũng cao hơn. Mai Huỳnh Tỷ. Nếu các bạn là người thích chơi hoa mai, chắc chắn bạn đã nghe đến giống mai Huỳnh Tỷ. Đây là giống mai được một nghệ nhân nước ta lai tạo ra giữa mai Đại Lộc và mai cúc. Đặc điểm là mỗi bông hoa có 24 cánh, được xếp làm 3 hàng đều đặn và khá sai bông. Lúc mới ra đời từ những năm 2012, loại mai này được các nghệ nhân săn đón niềm nở. Nhưng những năm trở lại đây, việc lai tạo có quá nhiều giống mai mới ra đời, nên một phần đã làm lu mờ giống mai này. Trên thế giới cũng có một số giống mai vàng rất đẹp và độc đáo, góp phần làm trù phú thêm cho giống cây này. Ví dụ như mai vàng Campuchia, mai Cao Miên, mai vàng Nam Phi, mai vàng Myanmar, Miến Điện, mai vàng Indonesia, mai vàng Madagascar, mai vàng Châu Phi, vân vân. Hướng dẫn kỹ thuật để cây mai ra hoa đúng dịp Tết nguyên đán. Là loại cây đa niên có thể sống trên 100 năm, gốc to rễ lồi lõm, thân xù xì, cành nhánh nhiều, lá mọc sen. Ngoài thiên nhiên, cây mai tự rụng lá vào mùa đông và cho ra hoa vào mùa xuân, nên việc trồng và chăm sóc cũng cần có sự tỉ mỉ và chính xác. Riêng chăm sóc như thế nào để cho cây hoa mai ra đúng dịp Tết? Đối với một số cây mai, hoa nở càng nhiều, càng thể hiện gia chủ sẽ có nhiều tài lộc trong năm mới, gặp nhiều may mắn và thịnh vượng hơn. Vậy các bạn hãy lưu ý một số yếu tố sau để đảm bảo được mức độ nở rộ của hoa đúng theo ý muốn nhé. Về nhiệt độ và đất trồng. Nhiệt độ có ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian nở hoa của cây. Nếu nhiệt độ nóng sẽ khiến hoa nở sớm hơn, và lạnh sẽ làm cho hoa nở muộn hơn. Vì vậy, nên giữ cho cây ở trong khoảng 25-30 độ C. Đồng thời, nên chọn đất tươi xốp, nhiều chất dinh dưỡng và khả năng thoát nước tốt. Về tuốt lá. Hoa mai nở hoa khi được trút bỏ hết lớp lá già. Do đó, nếu mai nở chậm hơn dịp Tết, bạn có thể sử dụng cách làm này, thực hiện trong thời gian từ giữa tháng 12 âm lịch là phù hợp nhất để cây nở hoa đúng lúc. Đối với mong muốn cho hoa mai nở hoa sớm hơn dịp Tết, các bạn sẽ tuốt lá sớm từ khoảng ngày 10 đến ngày 12 tháng Chạp. Nghỉ một ngày để nhừ khô và bón phân NPK 10-55-10 trong khoảng 5 ngày một lần, sau đó tiếp tục tưới nước như bình thường. Khi thấy nụ hoa bung vỏ trấu vào khoảng ngày 23 tháng Chạp,
thư dung tiếp phân NBK 63030. Đối với mong muốn cho hoa mai nở muộn hơn dự định, các bạn tiến hành tuốt lá trễ hơn bình thường vào khoảng 20 tháng chạp. Nhân một ngày cho cây nghỉ ngơi và lại bón phân NBK 502 hoặc phân lạnh trong khoảng 5 ngày một lần, dùng kéo loại bỏ bớt lá non trên cây. Khi thấy cây bung vỏ trấu trong khoảng gần 23 tháng chạp thì đặt cây vào khu vực râm mát, tưới nước nhiều nhưng không được làm rễ bị úng, và đào quanh gốc cho đứt một số rễ cắm con. Ý nghĩa cây mai trong phong thủy. Thông thường, hoa mai sẽ được chọn mua và bắt đầu trồng vào những ngày trước Tết. Sở dĩ hình ảnh cây mai gắn liền với văn hóa người Việt từ khá lâu, vì nó không chỉ mang lại vẻ đẹp rực rỡ, độc đáo mà còn mang đến ý nghĩa rất may mắn, tài lộc, hạnh phúc. Trong phong thủy, hoa mai được ví như là biểu tượng của sự phú quý, trường tồn, phát tài, phát lộc. Đồng thời, theo quan niệm dân gian, hoa mai còn có thể mang đến nhiều may mắn và sung túc cho gia chủ. Có lẽ cũng chính vì những thông điệp tuyệt vời đó mà trong những dịp Tết cổ truyền trọng đại, người người nhà nhà đều mong muốn sắm sửa một cây mai vàng tươi tắn để trang trí. Ngoài ra, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy rễ cây mai thường cắm sâu vào lòng đất và có thể phát triển ở nhiều hoàn cảnh khí hậu khác nhau. Do đó, nhiều người thường lấy hoa mai để làm ví dụ điển hình cho đức tính hy sinh, chịu thương, chịu khó, nhẫn nại và không ngại vươn lên đối đầu với những thử thách của khó khăn. Các bạn hãy like và subscribe để nhận thêm thông tin về clip mới của NTK Bonsai nhé. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.